Địa ngục có diêm vương ghi tội phước của mình lại rồi đem xét xử là một cõi giới có thật hay là một sự ẩn dụ, thưa sư? Nó có hai vấn đề như thế này. Thứ nhất á, là có một cái chúng sanh, nói chung á, là ở cái cõi nào đi nữa thì cũng có chúng sanh chịu trách nhiệm quản lý cái cõi đó. Đó là do cái phước và cái nghiệp của họ thôi. Ở cái cõi địa ngục cũng vậy, có một số chúng sanh á, do cái phước cho nên là họ sẽ quản lý cái cõi đó. Nhưng mà cái sự quản lý ở đó, đó không có nghĩa là họ được cái quyền quyết định cái gì hết. Quyết định kiểu như là xét xử là người này là phải đọa vào cái địa ngục này, người kia phải đọa vào địa ngục kia, thì chuyện đó không có. Nghe quý vị hiểu ha? Có nghĩa là chúng sanh đó, đó họ cái tầm quản lý của họ là sẽ trong một cái khoảng khu vực nào đó. Nhưng mà cái chuyện mà chúng sanh sau khi chết mà đi vào địa ngục do các cái ác nghiệp đó, thì chúng ta gọi tạm gọi là diêm vương đó, thì họ không có quyền, họ không có quyền xét xử, mà do cái nghiệp của chúng ta nên chúng ta đi trực tiếp. Chỉ có một số chúng sanh đó, mà hữu phước, một số chúng sanh hữu phước có nghĩa là cũng có làm ác nhưng mà cũng có làm thiện, và cái chúng sanh đó có duyên với cái vị này, với cái vị gọi là Diêm Vương này đó. Thì vị này chỉ làm được một việc thôi, đó là trong cái bài kinh kinh gì ta, thuộc Trung Bộ, kinh Thiên Tử thì, hoặc là như là sứ giả của trời đây, thì vị này chỉ làm được một việc, đó là nhắc nhở cho cái người này là cái lúc mà còn là loài người đó thì có làm được cái phước thiện nào hay không, rồi có tu tập gì hay không. Thì nếu như mà cái chúng sanh này họ nhớ được, họ nhớ được cái việc thiện của họ, thì chúng sanh đó có cơ hội hưởng cái quả lành mà tránh, coi như tạm thời thoát khỏi cái cảnh địa ngục. Mà cái nghiệp vẫn còn đó nha, nghiệp vẫn còn đó, chẳng qua là tạm thời thôi, tạm thời hưởng cái quả lành thì hết quả lành thì vẫn đi địa ngục, chứ không phải là mình nghĩ như vậy là coi như khỏi đi địa ngục thì chuyện không có. Nghiệp thì nó vẫn sẽ chỗ. Và cái vị Diêm Vương này đó thì không có cách chi mà xét xử, không cách chi xét xử hết, và vị này cũng không có ghi lại tội phước của mình luôn. Nghiệp của mỗi chúng sanh thì nó đi theo chúng sanh đó, không có ai rảnh đâu mà ngồi ghi tội phước cho mình. Và làm ác thì chắc chắn khi quả ác nó chín mùi, chúng ta phải chịu đau khổ. Không có một cái thế lực nào xét xử mà bắt chúng ta phải chịu đau khổ hết. Chúng sanh là người chủ nhân của nghiệp, là người thừa tự của nghiệp đấy. Nghiệp do mình tạo, và cái khi cái nghiệp trổ quả thì mình chịu trách nhiệm, chứ không ai có cái chuyện là ban phước giáng tội cho mình hết.